Xin chào các bạn cung cự giải. Chúng ta sẽ xem là thông điệp của các bạn từ ngày mùng 9 đến ngày 15 năm có cái gì. Cự giải Cancer. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xem các bạn có King of Wands. Ok, Queen of Pentacles, Queen of Cups, Princess of Swords. Three of Cups, Strength, Three of Cups, Two of Wands, có vẻ như là cái khoảng thời gian này thì các bạn cung cự giải đang đang cảm thấy rằng là các bạn khá là chơi vơi với cái tình yêu của các bạn. Về công việc thì mình thấy là các bạn cung cự giải không thích cái sự thay đổi, không thích cái sự biến động quá nhiều về công việc. Thực ra thì các bạn cung cự giải, các bạn ẩn sâu bên trong các bạn có một cái sức mạnh nội tâm để các bạn có thể vượt qua được những cái khoảng thời gian khó khăn về công việc. Và các bạn cũng có những cái cách cũng có những cái cách để cho các bạn có thể thoát ra được những cái tình thế mà các bạn cảm thấy bế tắc. Mỗi khi mà các bạn cảm thấy bế tắc thì các bạn đều có thể tìm được cái cách. Vì vậy nên mình không cảm thấy lo lắng về vấn đề công việc trong khoảng thời gian này với cự giải. Vấn đề mà các bạn phải chú ý đó là cái khoảng thời gian này thì kể cả cái khoảng thời gian này lẫn khoảng thời gian về sau ấy, thì các bạn cung cự giải luôn luôn là những người cần cái sự giúp đỡ, cần cái sự động viên và khích lệ từ những người khác. Các bạn cung cự giải sống rất là kiểu tình cảm, và các bạn có thiên hướng về những người yêu thương của các bạn, về gia đình của các bạn. Vì vậy nên các bạn sẽ cảm thấy không chịu được khi những người yêu thương của các bạn họ đang chịu cái sự bất hạnh, họ đang phải hứng chịu những sự tổn thương, thì bạn không thích như vậy, bạn không muốn cam tâm nhìn những cái cảnh đó nó diễn ra. Vì vậy nên là các bạn cung cự giải bớt cái sự đa cảm đi một xíu thì các bạn sẽ bớt cái sự vất vả đi, các bạn sẽ cảm thấy nó cuộc sống mình nó bớt đi cái sự buồn rầu. Các bạn cung cự giải cũng thế, các bạn cũng rất là mong muốn có một ai đó ở bên cạnh, có thể là bạn, có thể là những người bạn, có thể là người yêu, họ sẽ chia sẻ với bạn những cái khó khăn trong cuộc sống với bạn, và họ sẽ giúp cho bạn có thể vượt qua được những cái khoảng thời gian mất cái sự cân bằng, và các bạn cảm thấy là các bạn rất là buồn ấy, trong cuộc sống. Cự giải cần những người như thế. Nhưng mà chỉ có một điều, đó là các bạn cần phải cẩn trọng với lời nói của các bạn. Các bạn cung cự giải thường không suy nghĩ kỹ trước khi nói, nên các bạn có một số đôi lúc các bạn sẽ cảm thấy rằng là tại sao có một số người lại rời mình đi, bởi vì họ cảm thấy rằng là ở bên cạnh bạn ấy thì đôi khi bạn có thể bạn vô tình làm tổn thương họ, và họ muốn rời đi để họ chữa lành cái vết thương đó. Và các bạn hãy cho đi nhiều hơn, hãy nhìn vào một bức tranh to hơn, hãy cho đi nhiều hơn, hãy nghĩ về những người khác nhiều hơn là nghĩ về những cái gì mà bản thân mình cần có. Các bạn cung cự giải khá là ngang bướng. Các bạn muốn tốt cho người khác, nhưng mà cái cách thể hiện của các bạn và cái cách mà các bạn điều khiển người khác ấy, thì họ lại không thích. Nghĩa là rất là mâu thuẫn. Nghĩa là bạn là cái người sống vì người khác, nhưng mà bạn lại không cảm nhận được những cái, tức là bạn không tâm lý khi mà bạn tiếp xúc với người khác. Và chính vì thế nên đôi khi bạn cũng không biết được là bạn làm cho người ta bị tổn thương. Và có những người rời bỏ cuộc sống của, rời bỏ bạn, và bạn cũng không biết lý do luôn, không biết lý do tại sao bạn bị như vậy. Bởi vì đơn giản là tại vì bạn đã có những cái lời nói và những cái hành động
làm cho họ cảm thấy rằng là họ không xứng đáng, họ không có giá trị ở trong mắt của bạn, và họ chọn cái cách để rời đi. Trong cái khoảng thời gian này thì các bạn cung cựu giải vẫn đang loay hoay tìm cho mình hướng đi về tình yêu. Các bạn vẫn chưa cảm thấy rằng là các bạn tìm được một ai đấy để ở bên cạnh. Các bạn luôn luôn cảm thấy lo lắng, có một cái nỗi lo lắng nó thường trực ở trong tâm của các bạn, và các bạn cứ cảm thấy mệt mỏi sau một cái khoảng thời gian bị trầm cảm nặng rồi, thì bạn vẫn tiếp tục xảy ra những cái sự căng thẳng trong nội tâm. Và khoảng thời gian này thì các bạn đang suy nghĩ lo lắng về một số chuyện nào đó. Các bạn cung cựu giải luôn luôn là những người thua cuộc ở trong tình yêu, các bạn luôn luôn nghĩ như thế. Thực ra thì đúng là cựu giải không may mắn ở trong tình yêu, nhưng mà không có nghĩa là các bạn sẽ thất bại. Lúc nào cũng thất bại. Hai cái lá bài này nó đang rất mâu thuẫn. Một lá thì là lá này là năm kiếm, thì các bạn nhìn thấy là cái người này ấy, người ta đang dẫm chân và người ta đang cầm lên một số những cái thanh gươm, tức là người ta đã chiến thắng được cảm xúc của bạn, người ta rời đi và bạn ở lại thì cái nỗi đau của bạn là còn lại. Nhưng sắp tới thì sẽ có một cái chuyện tình cảm nó khá là mới và nó xảy đến, thì mình không dám nói trước cái gì, nhưng mà nó sẽ làm một cái gì đó để cho bạn cảm thấy là nó đỡ hơn, nó sẽ làm cho cuộc sống của các bạn nó trở nên đẹp hơn theo một cách nào đấy. Và cái người này thì có khả năng là cung song ngư nhé. Người này là người thuộc cung nước giống bạn, có thể là song ngư, cự giải hoặc bọ cạp, nhưng cái khả năng là song ngư. Bạn cần phải hấp dẫn, mình biết là bạn cần phải hấp dẫn, bạn đang rất là thiếu cái lực hấp dẫn, bạn đang rất là thiếu cái sự hấp dẫn với người khác, bởi vì chính bạn không tạo ra được cái điều đó cho chính mình. Vì vậy nên bạn đang bế tắc. Và cái nguồn năng lượng của bạn ấy trong cái khoảng thời gian này ấy, nó là cái nguồn năng lượng của cái sự bế tắc. Bạn đang cảm thấy rằng là cái cuộc sống của mình nó đang thiếu vắng đi rất là nhiều những thứ, trong đó có tình yêu. Và hãy học cái cách để buông bỏ, để tha thứ đi. Trong quá khứ của Kim, của cựu giải đã gặp phải rất là nhiều những cái đau đớn của tình yêu rồi. Nhưng mà bạn phải hiểu là đó là do bạn chứ không phải là do ai cả. Thì cái khoảng thời gian này nó sẽ là cái thời gian để cho bạn chiêm nghiệm lại mọi thứ và bạn học lại cái bài học. Hãy lạc quan về tình yêu của bạn. Đời sống tình cảm của bạn trong tương lai nó sẽ có những cái biến động tốt, nó sẽ không xấu, và bạn cũng đừng có bi quan quá nhiều về những gì nó xảy ra. Trong cái khoảng thời gian này thì mình thấy có một điều đó là cựu giải ngày càng trưởng thành hơn, và các bạn kết nối nhiều hơn với vũ trụ. Đây các bạn có luân xa 7, luân xa vương miện. Luân xa này nó mở ra cho các bạn cái khả năng thông linh với vũ trụ, và bạn sẽ có thể nắm bắt được những cái tín hiệu, những cái thông điệp từ vũ trụ một cách tinh tế hơn trong cái khoảng so với khoảng thời gian trước. Đây là thông điệp các bạn cựu giải trong tuần này, và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Bye bye.